xúc lên này đó. Ừ, thêm xíu nữa nè. Đấy, thấy mọi người thấy không? Mọi người nha. Nè. Gì mày? Ăn nhìn chúng kỳ mình á. Mình ăn á, mình có cảm giác là ngon nha mọi người. Nhưng mà mình mỗi lần mình nhìn con chuột với kỳ trên tay cũng bẹn mình luôn. Đây là trứng cút lộn nha mọi người, nhìn là biết rồi chứ gì, đúng không mọi người? Mới lần đầu á mình nhìn thì mình cũng tưởng trứng cút nha mọi người, nhưng mà khi lột ra thì mình mới biết đó là trứng cút lộn nha. Lộn trứng cút chứ không phải trứng cút. Nhầm, mình nhầm. Mọi người thấy view ở đây không? Cực kỳ đẹp. Người ta thường nói cái câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Chính là bây giờ trời sáng các bạn ạ. Bữa hôm qua tụi mình định làm clip rồi mà nhưng trời mưa lớn quá, tụi mình không thể làm được. Nên hôm mình hẹn lại ngày hôm nay. Hôm qua thì tụi mình cũng lên cũng sớm lắm mọi người. Nhưng mà lên thì sớm, nhưng mà khi mà bắt đầu chuẩn bị làm á thì trời nó đổ mưa mọi người ạ. Cho nên tụi mình cũng tính quay mà đợi cho trời hết mưa quay, nhưng mà mưa nó cứ kéo dài miết à. Lúc đó kéo dài hoài thì trời nó cũng đã trễ rồi. Cho nên mọi người cũng lúc đó cũng cảm thấy thôi chuyển sang ngày mai nghỉ thôi. Trong team mới hỏi với nhau là nói là thôi để ngày mai đi. Đây là khoai tiết mục lặt rau. Lặt rau nha. Hello anh em nha. Mình làm ở phía ngoài các bạn. Mình chuẩn bị ở phía ngoài. Còn những cái khâu đây để cho anh em hỗ trợ mình lặt ở đây co á. Lặt ở đây co luôn hả? Ừ, đừng có lặt ngắn quá. Hello chào anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Ken đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ẩm thực đồng quê nha các bạn. Đây là trứng cút lộn nha các bạn. Còn đây là rau răm nha. Còn đây là gia vị mình đã làm sẵn ở nhà rồi. Là hành tỏi băm sẵn nha các bạn. Còn đây là muối chấm. Muối chấm này thì xíu nữa ai muốn ăn chấm còn không thôi. Hello mọi người, lại mình Tý đây. Hôm nay thì mình cũng cùng anh em làm món này, hứa hẹn với mọi người là một món này sẽ rất là ngon mọi người. Anh em mọi người cố lên nha. Vậy rồi. Yeah. Cái phần giới thiệu tên của mình đã xong rồi. Bây giờ đến lượt bạn. Bạn là ai? Bạn mình đến từ đâu? Xin phép được giới thiệu, mình tên là Hưng. Mình đã xuất hiện từ clip trước. Mình đã theo Ken được 2 clip rồi. Thì clip này thì mình xin phép được theo Ken một lần nữa là với cái món cút lộn xào me thì mình lần clip trước là mình hơi tập trung vào chuyên môn hơi nhiều, là mình hơi ăn và ăn hơi nhiều xíu, ăn hết cái phần cameraman luôn. Nên phần này mình rút kinh nghiệm là mình sẽ nói chuyện nhiều hơn để cameraman cũng ăn được một xíu ha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong clip này nha. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào tiến hành luôn nha các bạn, cho nó kịp tiến độ nha các bạn. Ok anh em, let's go nào. Mát thiệt luôn á mọi người. Không, nói chung bữa nào cũng mát hết mọi người, chỉ có bữa hôm qua là lạnh thôi. Ok thì bây giờ mình sẽ bỏ bơ cho mình teo lên nha các bạn. Đây là bơ lẹt nha. Mong nó là bơ mà một ít thôi, vừa đủ, không cần nhiều. Bây giờ mình sẽ bỏ vào. Thấy mình ngồi lò lửa mà vẫn thấy mát luôn đó ta. Mình được sống lại rồi mọi người ơi. Sau thời gian nghỉ dịch ở nhà hoài thì bây giờ mình đã được sống lại rồi. Ra đây hít thở không khí trong lành thiệt nè. Trời ơi. Cảm giác cảm thấy sao mà không? Cảm thấy được thở lại. Em ra khỏi nhà rồi mọi người ơi. Khi mà cái bơ nó nóng lên thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hỗn hợp tỏi hành băm sẵn nha các bạn, để mình vô mình phi cho thơm nha. Rồi hết luôn, nó thơm.
Lưỡi mình đã có cảm giác rồi nha mọi người. Miệng mình đã có cảm giác rồi đó. Ui sao mày khò vô mặt tao không vậy? Mình cũng thử làm đầu bếp chuyên nghiệp bữa nha mọi người. Trong mặt mày ghen quá. Sắp dẻo rồi mọi người. Ui. Rồi đây nè. Thấy chuyên nghiệp không mọi người? Mọi người có thấy chuyên nghiệp hơn là đầu bếp chính không mọi người? Đây là đầu bếp phụ, đây là đầu bếp chính. Mình chỉ qua là người đi theo để mà hỗ trợ thôi. Mày thấy chuyên nghiệp không? Thấy không? Nè, tóc này. Thôi tới rồi, tới rồi. Để tao nhường quyền lại cho nó nha mọi người. Mọi người thấy cái tay mình á, múa 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 vậy á. Chứ mà thiệt ra sóc dở lắm mọi người. Sóc không chuyên nghiệp bằng nó đâu. Nó là chuyên đầu bếp rồi mọi người. Đến nỗi mà người phụ bếp ở kho cũng chuyên nghiệp mọi người. Mình chỉ có nhiệm vụ là nói thôi, nói. Đây là phần nước sốt me nha các bạn. À, khi mà mình teo những hỗn hợp này nó thơm lên rồi thì mình sẽ bỏ nước sốt me vô mình làm lên nha các bạn. Trời ơi mọi người thấy không, nó sôi lên nè. Trời ơi nhìn hấp dẫn mọi người. Đẹp không? Trời ơi. Má mình muốn luôn húp luôn cái miệng vô đó luôn đó mọi người. Sau khi mà cái hỗn hợp này nó sôi lên thì mình sẽ bỏ đường vào nha các bạn. Đó. Một lượng đường vừa phải. Và tiếp đến là nước mắm nha các bạn. Khoảng 2 muỗng thì nước mắm nha. Để tăng cái vị đậm đà lên cho món ăn. Mình thì ở đây mình không có dùng muối. Tại vì nước mắm thì nó thơm mẹ. Đó, được rồi, 2 muỗng rồi. Rồi tiếp tục mình lại đợi cho nó sôi lần 2 nữa thì mình sẽ bỏ cái trứng cút này vào nha các bạn. Sau khi mà cái hỗn hợp này nó sôi lên thì bây giờ mình sẽ bỏ cái năm một trứng vô nha các bạn. Đây là trứng cút lộn nha. À, tí ù xuống tí. Rồi. Rồi vô mọi người ơi. À, là múc những cái này nè các bạn. Mình rửa lên trời này cho nó thấm gia vị nha các bạn. Bắt đầu là nó xề lại rồi nha các bạn. Kẹo như kẹo kéo nó sánh rồi nha các bạn. À, bây giờ tiếp tục ra là mình bày ra dĩa nha mọi người. Bây giờ mình vớt hết cái phần cá lên nè. À, cái lộn lên nè. Cái lộn lên nè. Bỏ vô cái gì cái gì. Mình cũng phụ bạn mình múc ra dĩa nha mọi người. Để tới là công đoạn mình đề co nha. Đề co cho nó sơm sơm nó đẹp đẹp nha mọi người. Đây. Nó phải màu xanh của đồng ruộng nha các bạn. Cái món trứng cút lộn đây ăn kèm hợp nhất là rau răm nha mọi người. Tới ghép tới công đoạn là mình ếm xì bùa cho cái món này nha các bạn. Mày bị đen à? Phù hợp nhất là ở trên đó là đậu phụ nha các bạn. Đó thấy không mọi người? Thật nhiều càng ngon nha mấy bạn ơi. Võ công keo phải thêm cái miệng của Lý Tiểu Long. Mình thử món và thử cảm nhận của mình cho mọi người xem nha. Đây, mời mọi người nha. Từ từ chuyển cảnh. Mình phải tới công đoạn rưới nước sốt. Nè. Thêm một xíu rau răm kèm qua đây nha mọi người ơi. Không thể quên được. Mình không thể quên được. Mình thưởng thức là mình phải kèm đủ chất lượng. Rồi, ok. Đây, mời mọi người nha. Ok. Nào nói lên cái cảm nhận mình coi. Sao đây sao? Ngon lắm mọi người. Nó có vị chua của me, vị ngọt của đường, với lại vị béo của trứng nha mọi người. Đậu phộng. Không nữa. Và có vị hơi cay cay của rau răm nha mọi người. Đây nói tiếp tục là thử cảm nhận hay không? Mình sẽ cảm nhận nó nha mọi người. Tí để kem nhận xíu đi. Mình thử coi. Rất ngon nha mọi người. Đây nha mọi người. Chua chua cay cay ngọt ngọt. Món này có thể ăn kèm thêm nước chấm này nha mọi người. Mình làm thêm miếng nữa nha mọi người. Ngon quá, chịu không nổi. Mình ăn nhanh quá nha mọi người. Giờ mình thử chấm xíu nước muối nha mọi người. Mình rửa lên muối đó tí lèm nữa. Giờ nè mời mọi người nha.
Ăn là phải chất lượng tuyệt như vậy. Ơi. Ăn là phải chất lượng như vậy. Rất ngon. Cái món này là phải thiếu nước rồi. Cái món nước rồi. Cái món nước rồi. Bia, lộn, nước uống. Giờ xem mình nấp. Giờ không có bia mình mua đỡ nước ngọt nha mọi người. Nước ngọt. Nước ngọt nha mọi người, uống nước ngọt nè. Quẻ đã. Mình đừng sống đâu mọi người ơi. Nhưng mà nhanh. Ngọt. Ngon không? Mình làm tiếp thêm một món, một miếng nữa nha mọi người. Ừ. Đây nè. Mọi người nè. Nè, xúc lên nè đó. Ừ, thêm một xíu nữa nè. Đấy, thấy mọi người thấy không? Mời mọi người nha. Nè. Gì mày? Ăn nhìn chúng ký. Mình á, mình ăn á, mình có cảm giác là ngon nha mọi người. Nhưng mà mình mỗi lần mình nhìn con chuột với kỳ vậy, trên tay cũng bẹn mình luôn. Biết cái khỉ á. Mà ngon. Đã. Đây, mình xin mời mọi người một lần nữa. Trời ơi, mình lại thích cái những cái món mà ăn kèm với rau răm đồ nha. Rau răm đồ ấy, những cái món mà kèm với gia vị đồ nhiều quá. Nó ngon nghe các bạn. Nhìn nè. Rau nhiều nó rất tươi ngon. Tốt nhất bạn hãy lên ăn thử một lần. Rất ngon nha mọi người. Nó có một cái vị béo của đậu phụng các bạn, hơi cay cay của rau răm, chua chua của me về ngọt ngọt, thanh thanh của đường nha các bạn. Nó quyện lại với nhau khá là hòa hợp. Nếu mà mọi người muốn ăn đậm đà hơn nữa thì có thể chấm thêm cái muối sốt này nha các bạn. Đây là muối mình cũng xay ở nhà rồi. Mời mọi người nha. Ăn kiểu thằng bốc mọi người. Đây, món này là phải kèm bánh tráng đúng không? Nè, chút chấm bánh tráng đúng không? Đúng không? Kiểu có đậu phụng ngoài kèm bánh hiền kèm bánh tráng. Nước ta đã. Mọi người nha. Nó tới xì không phải nó tới dê. Ok anh em ăn thì nãy giờ team mình cũng thưởng thức cũng khá nhiều các bạn. Thì chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video đây nha các bạn. Nếu bạn cảm thấy video mình hay, thú vị, hãy để cho mình một like, share, subscribe để ủng hộ kênh cho team của mình nha các bạn. Xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào clip sau nha mọi người. Ok.